quý vị và các bạn, click với chúng con tiếp tục quay trở lại với quý vị và các bạn với bản tin phân tích thị trường đối với các tỉ giá USD CAD. Trên biểu kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng USD CAD trong những ngày vừa qua đã có một sự sụt giảm khá là mạnh mẽ. Ở trên biểu đồ D1 chúng ta thấy rằng những cú lụt sụt giảm rất là mạnh của USD, và chúng ta quan sát ở trên biểu đồ D1 thì với một cây nến tín hiệu đảo chiều trên nến Doji, chúng ta thấy ngay rằng USD có thể sẽ được tăng điểm quay trở lại các ngưỡng mà tôi đang giao dịch ở đây. Hôm quay trở lại với biểu đồ H4 thì chúng ta thấy rằng ngày hôm qua thì USD đã chạm vào cái ngưỡng MA và SDA, đây sẽ là vùng bán. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn với mục điểm với cuộc quay sóng hai lần mà trên biểu đồ kỹ thuật đang thể hiện, đó là một cái đường đảo chiều fake. Tiếp theo đó USD đã có một cái đường cuộc quay sóng tiếp theo mà đã thể hiện trên chu kỳ này. Như vậy thì sóng chúng ta có sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5, và tình hình ngày hôm nay đã được phá vỡ qua cái sóng 5 này và có cơ thể xu hướng tăng trở lại. Thì cái target mục tiêu của USD hiện tại thì có thể sẽ đạt cái ngưỡng mà đường hấp triển nối từ sóng 1 và sóng 4 ở trên biểu đồ. Như vậy thì cái chiến lược giao dịch chúng ta tiếp theo vào trên biểu đồ khung nhỏ hơn. Với khung nhỏ hơn và khung M15 và khung H1 chúng ta thấy rằng USD đang được giao dịch trên cái đường dài Sonic A, cũng như là tiếp cận với đường MA89 thể hiện một cái mô hình, đó là mô hình battle vai nhỏ trên biểu đồ H1 của chúng ta. Như vậy thì ngày hôm nay rất có thể USD sẽ tiếp tục có được đà giảm về quanh cái ngưỡng của đường uptrend, đường downtrend cũ, đó là quanh cái đường quanh cái ngưỡng 1.2658, và sau đó sẽ có tiếp tục cái đà tăng trưởng lên theo đúng cái mô hình của quay sóng mà chúng ta đã được tham khảo và học trước đó của kiến chia sẻ. Như vậy chiến lược giao dịch cho cặp tỷ giá USD CAD ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ mua quanh cái khoảng vùng từ quanh cái ngưỡng 1.2685 cho đến ngưỡng 1.2660. Cái điểm cắt lô chúng ta nó sẽ nằm dưới cái ngưỡng đó, chính là cái ngưỡng 1.2582, đây là vùng cắt lỗ an toàn cho cặp tỷ giá USD. Điểm chốt lời nó sẽ nằm lên quanh cái ngưỡng đó, chính là tạo thành chốt lời lên ngưỡng kỳ vọng, đó là 1.2983, hoặc có thể xa hơn đó chính là cái ngưỡng 1.3035 trên biểu đồ khung dài hạn của tỷ giá USD CAD trên biểu này. Như vậy đối với cặp tỷ giá USD CAD thì chúng ta có thể chốt lời trong ngày hôm nay, hoặc là có thể không quá ngày thứ tư trong tuần tới cho cặp tỷ giá này. Từ đây là tín hiệu đảo chiều rất tốt cho cặp tỷ giá này trong xu hướng hiện tại. Thì đó chính là cái bản tin phân tích thị trường đồ của clickfunnels.com gửi đến quý vị các bạn với bản phân tích của cặp tỷ giá USD CAD trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.